handsome fans. Anh em có biết người đang cầm em trên tay không nè? Đây là em đồng hồ Samsung Galaxy Watch Active 2. Và Ngân cảm thấy đây không phải là một chiếc đồng hồ thông thường đâu nha. Mà trên chiếc đồng hồ này anh em còn có thể làm cả tỷ tỷ thứ xịn sò hơn nữa. Nào cùng xem là chúng ta có thể làm gì với chiếc Galaxy Watch Active này nhé. Chức năng đầu tiên mà Ngân muốn giới thiệu đến anh em đó là chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch Active 2 này có thể liên kết với camera của điện thoại. Thì đầu tiên là anh em hãy vào Galaxy Store. Rồi ở thanh ngang dưới này thì anh em phải vào mục đồng hồ và tìm kiếm ứng dụng tên là Camera One. Đây. Rồi anh em chỉ cần bấm cài đặt thôi, mà Ngân đã cài đặt trước rồi cho nên là không cần cài lại nữa. Rồi khi Ngân cài đặt cái ứng dụng này xong thì Ngân sẽ mở nó lên và anh em cùng Ngân xem là camera này hoạt động như thế nào nhé. Bây giờ Ngân sẽ bấm vào ứng dụng Camera One đã cài đặt trước đó. Và rồi như lúc này thì bên đồng hồ sẽ liên kết với lại điện thoại và anh em sẽ thử thêm nè. Khi Ngân lia camera vào Ngân, anh thấy không? Cũng sẽ hiện trên đồng hồ như thế này. Và điều đặc biệt là nếu như anh em bấm vào biểu tượng máy ảnh ở trên màn hình thì nó cũng sẽ tự động chụp ảnh lại luôn như thế này. Và chúng ta đã có một chiếc ảnh rất là xinh xắn đúng không nè. Một điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này còn có thể sử dụng như là một chiếc mắt chỉ đường cho anh em vậy. Thì chúng ta sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của một ứng dụng tên là HereWeGo. Thì anh em có thể cài đặt ứng dụng HereWeGo ở Galaxy Store giống như là cài đặt Camera One vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô ứng dụng này. Thì để tìm kiếm địa điểm chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng kính lúp. Đây, và Ngân sẽ thử tìm được đến Bitexco nha. Và HereWeGo sẽ tính toán lộ trình cho chúng ta và chúng ta cần bấm chỉ đường. Thì lúc này anh em chỉ cần đi theo bản đồ, không cần phải vừa đi xe máy vừa bật điện thoại lên xem map. Quá là tiện lợi luôn. Nhưng mà có một điều hơi tiếc ở ứng dụng này đó là nó chưa có lộ trình dành cho xe máy. Mà vậy thì hơi bất tiện tại vì chúng ta sử dụng chủ yếu là xe máy. Và cái phần tính toán lộ trình của HereWeGo thì có vẻ là hơi lâu. Cho nên là Ngân nghĩ tính năng này cũng cần cải thiện nhiều. Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Có map trên đồng hồ như vậy là quá tuyệt vời rồi đúng không anh em? Có thể anh em chưa biết là chúng ta còn có thể thêm nhạc vào Galaxy Watch của chúng ta để có thể vừa nghe nhạc và chọn làm nhạc chuông khi mà có người gọi đến nữa. Thì cài đặt điều này cũng rất là đơn giản. Anh em hãy vào Galaxy Wearable và ở mục trang chính thì mình chọn thêm nội dung vào đồng hồ. Đây. Rồi sau đó anh em bấm vào thêm bài hát. Lúc này mình sẽ thêm một bài hát vào đồng hồ. Thôi hai bài đi. Rồi, hãy tốt. Và anh em đợi xíu thì hai bản nhạc nhạc sẽ được gửi đến ngay đồng hồ mà chúng ta đã có thể nghe trên đồng hồ của chúng ta rồi. Rồi, Ngân sẽ mở đồng hồ lên và chọn vào biểu tượng có hình nút nhạc đây. Thì anh em có thể thấy là tất cả những bản nhạc mà anh em chọn sẽ xuất hiện ở đây nè. Đây. Quá trời nhạc luôn. Và để chọn một bài hát là nhạc chuông thì anh em chỉ cần bấm vào dấu ba chấm phía bên phải này. Rồi và anh em lướt xuống. Rồi chọn một đặt là nhạc chuông. Thì anh em có thể chọn đoạn nổi bật làm nhạc chuông hoặc là phát nhạc chuông từ đầu luôn. Rồi chọn hoàn tất. Vậy là anh em đã có ngay một bản nhạc chuông yêu thích trên đồng hồ khi có người gọi đến rồi. Quá hay đúng không nè. Và cuối cùng là Ngân sẽ hướng dẫn anh em cài đặt hình nền đồng hồ. Thì anh em hãy vào Galaxy Wearable và anh em vào mặt đồng hồ. Anh em có thể thấy là có rất là nhiều mặt đồng hồ để anh em lựa chọn. Và nó được chia thành nhiều chủ đề như là cổ điển nè, tối giản nè, hơi thượng hay là thông tin hoặc sức khỏe. Và nếu mà anh em muốn download thêm hình nền mới thì chỉ cần bấm vô mũi tên màu cam ở đây là có thể có thêm được nhiều hình nền mới nữa. Và một điều đặc biệt là anh em còn có thể cài đặt hình nền đồng hồ chính là hình của anh em nữa. Thì làm như thế nào? Thì đầu tiên anh em hãy lướt xuống mục hình nền và chọn My Photo. Rồi sau đó ở trên góc phải anh em hãy chọn chữ tùy chỉnh. Lúc này giao diện sẽ hiện ra gồm có nền, màu, font. Và Ngân sẽ bấm vào bộ sưu tập. Rồi chọn một ảnh trong bộ sưu tập mà Ngân muốn chọn là hình nền. Đây. Rồi Ngân sẽ cắt lấy một tấm. Rồi Ngân bấm luôn. Rồi như vậy là Ngân đã có thêm nhiều hình nền ở trên đồng hồ của mình. Và Ngân có thể chỉnh màu hay là phông lớn nhỏ của con số đồng hồ nữa. Ví dụ như là nhỏ nè, lớn nè. Và đổi màu của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đồng hồ xem thử là nó sẽ hiện lên như thế nào nha.
mở ra C-Watch lên, bạn em đã thấy hình nền đã thay đổi theo ý thích của mình rồi. Và khi anh em chạm nhẹ vào đồng hồ thì hình nền sẽ thay đổi luôn phiên giữa các ảnh mà anh em đã chọn lúc nãy. Rồi bây giờ Ngân sẽ bấm giữ vào màn hình đồng hồ. Và khi Ngân lướt qua bên phải thì có rất là nhiều mặt đồng hồ để anh em lựa chọn mà lúc nãy mình đã download trong wearable. Với một chiếc đồng hồ có thể thay đổi quá nhiều kiểu, quá nhiều hình nền như thế thì anh em còn gì mà chưa lựa chọn ngay cho mình một em nữa. Sẵn đây thì Ngân sẽ hướng dẫn cho anh em thêm ảnh của mình vào đồng hồ luôn. Thì anh em cũng vào wearable và chọn thêm nội dung vào đồng hồ ở trang chính. Thì lúc này mình sẽ chọn gửi ảnh. Rồi, em bấm ảnh hiện ra và Ngân sẽ chọn mẫu như một tấm hình, ví dụ như tấm này. Này và xong. Anh em thấy những tính năng này như thế nào nè? Anh em nói không, chỉ với một con Samsung Galaxy Watch Active 2 thôi mà có thể làm 1001 tính năng hay ho lắm luôn. Ngân vẫn đang khám phá và sẽ giới thiệu cho anh em trong những video lần sau nha. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên nhấn like và share, đồng thời subscribe kênh YouTube của SamFanScout để xem thêm nhiều video xịn sò nữa nè. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!